Đi vòng vòng mới về. Đi vòng vòng mới về hả? Dạ. Thôi khỏe không? Khỏe. Khỏe hả? Dạ. Xuống mình hả? Xuống mình nè. Trời. Cái gì vậy? Cái mền cái gì vậy? Cái mền. Bỏ lên để nó lăn xuống dưới. Dạ. Có để quấn cũng được. Bạn cái mền cái bao tay nè. Vậy hả? Dạ. Trời ơi, ở nhà mình vậy hả? Có mình vậy thôi chứ biết sao giờ. Ở nhà có mình đi đi vòng vòng thấy già hả? Dạ. Cứ đi hoài vậy hả? Thì cứ đi vòng vòng vậy làm được gì làm. Có làm gì đâu. Thì đi cái gì á? Đi về đi tắm không? Đi hàng dẫn về tắm. Hả? Hàng dẫn về tắm rửa đi cạo hết tóc cạo râu. Ha rồi lên bờ. Chịu không? Khi khác đi. Khi khác cái gì đâu, đi đi tắm rửa thử một cái cho nó sạch coi. Khi khác đi. Từng tới đi. Từng tới. Dạ. Nếu ra rồi từng tới. Từng tới thì sao? Nhiều khi phải cho sạch sẽ trước đó đã. Ừ. Thì bởi Hằng mới nói dẫn về nhà từng tắm đâu. Nè. Hằng dẫn về nhà tắm. Từng tới. Tắm rửa sạch sẽ. Từng tới. Thay đồ đẹp. Rồi dẫn đi chơi. Để biết ở ngoài đời nó có bao nhiêu cái đẹp với người ta. Ha. Chứ anh cứ đi vòng vòng vậy hoài chán lắm. Hiểu không? Khi tắm rửa sạch sẽ, tóc cạo râu. Từng tới đi. Cái Hằng đi chơi, Hằng dẫn đi. Bây giờ đi không, chủ nhật dẫn đi nè. Nay thứ mấy? Bữa nay là thứ sáu rồi. Bảy chủ nhật. À hả? Chủ nhật dẫn đi á là thứ bảy á là Hằng phải dẫn anh đi về tắm rửa cạo râu hớt tóc trước. Chủ nhật đi chơi, đi cả nhóm đi xuống Ốc Lình người ta dẫn mình đi ăn á. Đi ăn nhà hàng biển rồi vui lắm. Ok, chủ nhật ha. Anh hứa ha. Anh hứa là về Hằng chuẩn bị đồ đẹp cho anh nè, giày nè. Quần áo nè, là thứ bảy Hằng phải đón anh về tắm á, chiều thứ bảy á. Ok. Chịu không? Are you sure? Ok, khi... anh hứa cho Hằng là anh không được nuốt lời, hứa chủ nhật đi là. Nhiều khi... Thật ra ai cũng muốn hết chứ, ai cũng muốn đi cho nó khuây khỏa thì chút. Thì phải thử đi anh, thử đi. Tại vì anh ngồi đây hoài, cái buồn quá đâu biết làm gì, cứ chơi. Thành ra khi mình đi mình khuây khỏa cái mình cũng quên được một ngày đó là nó cũng tốt cho mình rồi. Phải anh phải hòa nhập với bên ngoài trước đi. Nghe lời Hằng đi. Hằng muốn giúp anh lên bờ lắm luôn. Có hứa. Tại vì nhiều khi hứa mà làm không được thì nó cũng vậy đó. Để cho nó giống như đột xuất vậy đó. Nếu mà đột xuất thì thí dụ như chủ nhật. Dạ, nó có nhiều cái vậy đó. Vậy ngày mai Hằng dẫn anh đi hớt tóc cạo râu ha. Dạ, thì tắm rửa ha, cạo râu thì ok, hết tóc cạo râu rồi tắm luôn. Dạ. Tắm luôn một lần cho nó sạch. Dẫn về nhà Hằng tắm thiệt má. Hằng dẫn về nhà Hằng tắm, nước có nè. Ở dưới đây nước thấy ghê lắm. Về nhà vô phòng tắm tắm cho nó ấm, cho nó sạch một lần ha. Hứa đi, đâu có sao. Về nhà Hằng tắm đâu có sao đâu. Thì tắm rồi Hằng không có ép anh Phúc ở đâu. Ủa chừng anh Phúc có trở về tự do nơi nào anh Phúc thích. Được cái lời mời đó là quý lắm, nhưng mà cái gì cũng vậy, tự nhiên đi. Tự nhiên hả? Dạ. Bởi tại vì thật sự Phúc cũng hứa nhiều lắm. Ừ. Trước đây cũng nhiều cái cứ hứa, hứa rồi không giữ lời. Không sao, giờ hả? Cho nên cái gì cũng có hết. Bây giờ ok, nếu ngày mai mà ngày mai nếu mà đi hớt tóc cạo râu rồi thì ok. Chiều chiều Hằng ghé xuống dẫn anh đi hớt tóc cạo râu. Ok. Rồi tắm luôn, không có sao. Đây nè, nói nghe, về nhà Hằng tắm xong rồi anh đi ra đi lại không có sao, Hằng không có ép ở đâu hết trơn á. Nhiều anh em lại nhà Hằng tắm lắm á, anh không tin thiệt hả? À? Ở dưới suối mấy anh đôi khi dơ quá Hằng dẫn về để cho tắm cho sạch bớt á. Đâu có sao, tắm xong rồi Hằng chở cho anh trở về đây bình thường. Thì nếu
nhưng hớt tóc với lại cạo râu thì chịu chứ hơn. Về nhà tắm mà không chịu. Dạ, tại vì nhiều khi thật sự khó nói lắm. Anh ngại cái gì nè? Không có ngại gì đâu, nhưng mà thấy vậy á, chứ không khéo thì không có được đẹp. Không sao dạ, đâu, không sao đó. Anh Phúc. Hằng cho mấy anh em khác về tắm nhiều lắm, không phải nên anh Phúc. Để hỏi quanh thử. Hỏi quanh hả? Quanh nói, ôi là trời, bây giờ gọi quanh, nó bắt con ta. Để Hằng gọi quanh thử nha. Tại vì nhiều khi chị quanh đang đi làm đó, thấy không, tự nhiên ổng nhắc quanh, giờ Hằng mới nhớ quanh nè, Hằng gọi nha, chứ không có cái ý nghĩ gì chứ. Hỏi quanh hả? Phải hỏi quanh hả? Nhiều khi không phải. Bây giờ nếu quanh nói sao nghe vậy phải không? Dạ. Phải không? Bây giờ anh chỉ cần hứa một lời, chị quanh nói làm sao anh nghe làm vậy đi, là chị quanh sẽ nói làm sao ha. Trời ơi, để hỏi quanh đi, dễ thương chưa chị quanh? Ôi ơi, lâu rồi em cũng không có nói chuyện với chị quanh nè. Chị quanh nha, bây giờ em gọi thử, nhưng không biết, nhiều khi là lúc này đang mùa neo á, giờ này khi chị làm á, cũng không biết là chị có nghe được hay không nha. Hên xui, hên xui. Có xong đồng nhớ là chị chắc cũng hiểu mà. Thật ra chị hiểu được chứ. Hello. Hello chị nghe nè. Chị Quanh ơi. Tự nhiên á, em tới đây với anh Phúc nhưng mà em không có nhắc chị Quanh, nhưng mà bây giờ em kêu ổng đi này kia, ổng gì cũng để hỏi Quanh nè. Nè không, thật sự hôm nay em cũng tính gọi đó, tại vì ổng có, ổng cũng đòi qua bên chị chơi đó. Vậy thả nè, nói chuyện với Quanh đi. Nói chuyện đi, cầm điện thoại nói chuyện với Quanh đi. Alo, khỏe không? Khỏe, đâu, khỏe không? Dạ, khỏe. Dạ, lâu quá cũng nhớ rồi. Nhớ rồi đó. Dạ, hả? Nhớ em mì không, không nhớ Quanh kìa. Nhớ em mì kìa. À, anh 39 trả lời thăm đó. Anh 39 trả lời thăm đó. Nhớ không? Chị Quanh ơi, lúc này ổng hiền dễ thương lắm mà ổng cứ nhắc chị Quanh hoài đó. Cầm lên nói gần gần. Giờ nghe lời Quanh đi. Đó, giờ nếu chị nè, nếu chị Quanh qua đó là anh phải làm sao cho chị Quanh đừng có buồn kìa. Nè, khi nào rảnh qua chơi. Khi nào em có rảnh qua anh chơi. Mai kìa. Chơi ngủ tối với anh. Ngủ tối với anh hay là ngủ mua theo? Dạ, ngủ đâu cũng được hết. Ngủ hotel hay ngủ cái tối đó. Đâu cũng được hết à. Anh chịu ngủ mua theo chị mới qua. Thật ra chỗ này ngủ cũng ngon vậy, không cần phải mua theo đâu. Vậy bây giờ nếu Hằng dẫn anh đi qua chị Quanh ngủ ở đâu? Suối đâu ngủ? Dạ. Chỗ này ngủ cũng được mà. Rộng rãi đó, anh hứa anh thương nói là đi qua chị Quanh không? Thương rồi đâu ngủ cũng được á, không cần rồi. Kìa, ổng nói thương rồi đâu ngủ cũng được kìa. Mà lúc này ổng hiền dễ thương, tội nghiệp quá chị ơi. Mà giờ em năn nỉ nè, em nói ngày mai á em dẫn đi về tắm, rồi đặng chủ nhật em dẫn đi chơi, mà giờ không hứa nói để hỏi Quanh đi. Nói để hỏi Quanh, bây giờ Quanh kêu đi, Quanh kêu để cho ông nghe lời không? Hả? Đi tắm rửa. Ok. Khi nào khi nào cảm thấy đi được dễ dàng thì cứ qua thăm anh. Ok ha. Lúc nào cũng được kìa. Dạ, thank you em. Thank you, I love you. Thank you, I love you kìa. I love you more Phúc đó. Đó, ok chị Quanh, để về cái gì chiều em gọi chị nói chuyện thêm ha. Dạ, ok, dạ ba chị. Đó, trời ơi, chị Quanh thương anh Phúc lắm, anh Phúc có biết không? Nhưng chị Quanh nói khi chị Quanh qua đây á, mà anh Phúc không có chịu đi vô motel tắm rửa với ở motel á, chị Quanh buồn, chị Quanh không có qua. Tại vì chị Quanh nói tự nhiên qua đây bắt chị Quanh xuống suối ngủ. Thật ra nằm chỗ này cũng đâu có gì đâu. Sao phải nằm được? Bây giờ anh nghĩ đi, chỗ nào để cho chị Quanh nằm đây? Gì đó, cứ ngồi vô. Vậy hai người cứ ngồi gì đây sáng đêm hả? Chuyện ngồi hay là đứng nằm gì đâu biết được. Thì ít nhất anh cũng về motel tắm rửa sạch sẽ. Ở chơi nói chuyện đồ với chị cho nó thoải mái. Đâu có sao đâu. Gửi lại thăm ơi mì bùi.
cái gì vui vui là vui quanh buồn á, cứ nhắc em mì bùi hoài quanh buồn. Bây giờ nếu mà anh cứ nhắc em quanh ơi qua đây anh nhớ em quanh, đương nhiên là em quanh mới qua thăm chứ, còn tự nhiên cứ kêu em mì bùi. Thôi anh cô lớn rồi. Cô lớn ở đâu hả? Cô lớn ở đâu? Thì anh cô lớn mà anh cũng vất vả lắm. Anh cũng ngủ bờ ngủ bụi đó. Lâu lắm rồi cũng sống không biết có lâu hay sống biết bơ bơ về đâu. Bữa đó anh nói với chị Hương gì anh sợ hằng buồn cái gì trà hả, cho gái là pha manh trà thật ra phúc cũng vậy. Phúc thì cũng không có gì tốt đẹp. Không có sao, không có ai cười mình không tốt đẹp. Phúc tin có em đi là... Phúc tin em đi, không có ai cũng vậy. Ai cũng có cái vất vả hết, mong sao tương lai sau này nếu may mắn thì Phúc cũng vậy. Thì thay đổi chút xíu cuộc sống giờ thì cứ lần lượt vậy đó, chứ anh em cũng vậy. Hết người này tới với người khác cứ thay phiên nhau. Bây giờ thôi nè, hằng nói với Phúc nha, bây giờ để hằng vàng nói chuyện với chị Oanh, cái chị Oanh qua đây chơi, cái mình đi chơi này kia nọ rồi cái đi qua bên chị Oanh chơi một chuyến, hằng dẫn đi. Thành đi ra, với hằng thành ra cái gì cũng vậy. Nhiều khi đồng bào nè anh Phúc, tiền nè 20 nè, mỗi lần gặp đưa 20 tiền tiền của hỏm đó có kìa. Hôm qua hằng có xuống kiếm hạnh phúc á mà không có. Cái xong rồi ghé chị Thủy nè, rớt xuống cầm lên mới là của mình. Nếu không thì anh cũng lớn anh không được vui. Thật ra nó có nhiều cái lắm, không biết sao mà nói hết. Thôi thì thay mặt tất cả nói tiếng cảm ơn rất là nhiều. Thôi đừng khóc. Có khi hàng xuống này hàng gặp chứ gì thì quay phim thì hàng đưa, còn không gặp thì, ngoài đường là cũng hàng cũng đưa cho vậy đó. Có không có tất cả cũng anh đưa. Em cũng đã vất vả mới có được, cho nên hiểu với nhau thì gói ghém với nhau. Chứ thật ra cũng giống như cái mền vậy đó, mình trải ra anh đâu có cover hết, thành thử nương với nhau. Bà con ai cũng thương anh Phúc hết á. Bây giờ bà con trên mạng thương anh Phúc lắm. Thì mong sao sau này nó có được những cái mà giống như chuyện không tin mà là có thật. Chuyện không tin có thật. Nhớ nó nha. Giống vậy đó. Có chứ. Cũng hy vọng vậy đó. Có chứ. Uh-huh. Ở trên đời này cái gì cũng có hết, tin thì sẽ thấy. Dạ. Phúc cũng vậy. Thật ra về điện tử Phúc không có rành thật sự gì đó. Nhưng mà vẫn tôn trọng. Vì nó có nhiều cái lắm. Dạ, nhiều cái khó mà nói. Bây giờ em chỉ ước gì nè anh Phúc, em ước một ngày ha là anh Phúc được chở lên bờ, được một cái sạch sẽ ăn bận đẹp đi với nhóm của tụi em. Thiệt á, em chỉ ao ước nhiêu đó đó. Nhưng mà hy vọng cái ngày đó có nha. Anh Phúc gắng làm thử một lần đi. Ha. Hy vọng. Thật ra Phúc nói thật lòng, Phúc cuộc sống giống như rất là đơn sơ, đơn giản lắm. Thật sự vậy, giống như không có đòi hỏi gì sâu sắc lắm. Chỉ cần đi làm cái gì mà đúng, mà không có thấy thẹn thì cứ cố gắng mà mình học hỏi làm. Chứ còn ở trên đời nhiều cái lắm, khó mà thấu hiểu hết. Thật sự vậy đó. Cho nên mong tất cả gì bên kia bên đây gì, cái dòng nhà nào đó nhịp cầu cũng sẽ nói chung mà đi. Giống như mặt dưới thì nước, mặt trên thì xe chạy. Hiểu với nhau rồi thì nó cũng giống vậy đó. Thật ra bà con rất là thương anh Phúc, cộng đồng mạng mà xem anh Phúc đó ai cũng trông mong mỗi từng ngày để được thì, thấy anh Phúc đi lên bờ. Thì Phúc cũng vậy chứ, cũng mong muốn ngày nào đó được trở về với là những cái gì mà mình mong muốn. Cho nên là hả, hằng rất là mong muốn thì anh Phúc gắng cố gắng đi, gắng cố gắng lên, mình thử một lần, cho dù được hay không được gì mình cũng thử một lần. Mình làm thử đi. Hằng không có trách đâu, cho dù anh Phúc làm không được hằng cũng không có trách, nhưng mà muốn mình phải thử sức mình mới biết.
Còn nếu anh không thử, anh cứ nằm ở đây hoài thì mình đâu có biết là mình có làm được hay không. Thật ra Phúc cũng vậy chứ. Dạ. Cũng giống như mình cũng đã vui qua nhiều rồi, cho nên cũng cũng phải gánh lấy chút xí. Dạ. Khi mà nó được rồi thì lúc đó tự nhiên nắm tay người mình yêu thương đi đâu cũng vui hết. Dạ đúng rồi. Cho dù nghèo. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Thật sự vậy đó. Không cần bây phải... giờ nè anh Phúc, không có ai chê anh Phúc nghèo đâu, nhưng khi mà người ta thương anh Phúc á, anh Phúc đã bỏ được những gì, anh Phúc đứng lên cho dù mình hai bàn tay trắng, đó là một cái điều mà mình có thể làm thì... được quý hơn cả tiền bạc gì cũng nữa. Mong vậy đó, cũng mong cố gắng để mà làm một chút xí chuyện. Cho dù không cho mình thì cho đời sau của mình cũng được. Dạ, đúng rồi. Đúng chết cũng chưa gì hết đâu. Dạ đúng rồi. Thật sự đó. Đúng rồi. Chết cũng gì hết đâu. Chị Oanh sẵn sàng khi mà nếu anh Phúc chịu đi qua bên chị Oanh ở để mình trốn khỏi cái nơi này một thời gian, chị Oanh sẵn sàng đón anh Phúc đó. Cho nên hôm nay con muốn nói vậy đó, má là mẫu tử thiên tử, cũng giống như người mẹ. Con không biết nói gì nhiều. Con muốn nói là Tô Thị đó, mọi người tôn trọng giống như cả bầu trời gì đó. Nhưng nghe được đứa con mà kêu tiếng má thật sự thì trời rất khó. Cho nên con cũng muốn nói gì, con thay mặt tất cả anh em sống ở nơi đây nói tiếng xin lỗi má. Con cũng vậy, hy vọng ba má sau này có được một cuộc sống vui vẻ tốt đẹp, tụi con cũng nói góp đi theo làm những gì mà cha mẹ dạy. Còn con cái nhiều khi có những lời mới tốt, làm cha mẹ tha thứ cho nhau. Trần Thị Ghe cũng vậy, Tô Thị Ghe, ba là trài vận động mà năm xưa không biết với hai đứa em đó là Trà My, Trà Quả Nữ. Xung quanh xóm riêng thì cũng giống vậy đó, nội ngoại hai bên. Còn chuyện thay đổi có nhiều khi đang ở cái chỗ mà giống như mới cái ban đầu, tuổi của mình thì giống như không thấy được đâu hết, nói ra không khéo thì tất cả không được vui. Nhưng con nói vậy đó, xin lỗi má thật sự, Tô Thị đó. Má anh Phúc còn sống không? Nếu nghĩ còn thì chắc sẽ còn. Ừ. Trong lòng mình nghĩ còn thì còn nha. Dạ. Mình cứ nghĩ trong lòng má mình vẫn thì, còn sống, mình làm cho má mình vui vậy đi. Má vợ với má chồng nó cũng giống vậy. Dạ. Mẹ ghẻ mẹ ruột nó cũng vậy. Dạ. Trên miệng yêu thương thì má nào cũng là má. Dạ. Nội nào cũng là nội của mình. Còn như thế nào thì phận làm con mà. Mình con cháu cứ làm đúng thì nhất định không ai bỏ đâu. Dạ đúng rồi. Dạ. Đúng rồi. Ha, cố gắng lên ha. Yeah. Nhớ nha, bây giờ nếu mà chị Oanh đi qua đó, yeah, chị Oanh qua đây á, vậy thì anh Phúc cố gắng làm cho chị Oanh vui ha. Đừng giống như đợt trước nè. Đương nhiên qua, đương nhiên là cái gì cái chứ coi như là tình bạn bè. Đợt trước đi chơi anh Phúc cũng chịu đi nữa, nhớ thật không? Ra, nhiều quá đi không nói hết nổi. Tình thương cũng vậy, có nhiều khi Phúc muốn nói, ví dụ bây giờ thằng có một người em gái nữa đi, rồi là hai người yêu thương một người, ví dụ vậy đó, cái gì chia cũng được chứ cái chuyện tình cảm nó khó lắm. Ừ. Đúng không? Chia ví dụ giờ nhường cho đứa em thì thằng cũng đâu được vui, nói thật lòng vậy đó, khó lắm, đau đớn lắm cái chuyện tình thương, thật sự nó vậy đó. Cho nên mong tất cả cũng vậy, nhiều khi con ngồi đây chứ chưa chắc gì là con. Anh Phúc chứ ai. Không thì nói vậy đó, nhiều khi có những người bên cạnh của mình. Mong sao hiểu là được rồi. Ngón tay này thì chắc nó cũng giống vậy. Anh Phúc có gì ăn không vậy? Có. Ăn có. Gì vậy? Thì đồ ăn nó cũng mới có đây. Ở đâu mới đem về hả? Dạ. Quải chứ gì vậy? Tùm lum hết đó. Ôi trời. Dạ. Cái gì vậy trời. Ôi ôi, lượm tùm lum tà la luôn. Thì cũng còn mì gì ăn không? Gói thì không có nhưng mà có đồ ăn. Cũng chút ra xe hàng có gì lấy ăn ha. Dạ. Cũng giữ bảo quản gì đó. Nhiều khi cái
xe nhau anh. Giờ nước nó cũng rút bớt rồi ha. Dạ, tối này nó lên đầy lắm chứ. Ủa, buổi tối nó lên hả anh Phúc? Dạ, tối này thấy đầy. Mà ban ngày thì nó giật bớt. Dạ. Nhưng mà nghe nói tuần sau trời mưa nhiều lắm á. Dạ. Nó sẽ lên nữa đó. Dạ. Nha anh Phúc. Cố gắng lên. Dạ. Rồi bây giờ em về em nói chuyện với chị Oanh, cái xong với chị Oanh qua đây chơi thì anh Phúc thì, đừng có làm chị Oanh buồn, thì cứ nói là nói với Oanh vậy đó. Ừ. Khi nào cảm thấy qua chơi được mà thuận tiện á thì cứ qua đi chơi. Chị Oanh nói là anytime đó, chị Oanh muốn đi lúc nào đi á. Dạ. Thì Phúc cũng vậy, cái gì cũng vậy, bạn thì mãi mãi cũng là bạn. Tôn trọng nhau được rồi, thấy vậy đó. Con người nó cũng vậy. Dạ. Ai cũng muốn cao ráo đẹp đẽ hết, phải không? Dạ. Muốn vậy thì phải vất vả. Cho nên nhiều khi nó cũng giống vậy đó. Mong hẳn cũng vậy. Được sau này có người yêu thương thật lòng. Dạ. Thì nói chung sống cái gì cũng vậy. Một mình không làm được gì đâu. Thật sự vậy đó. Dạ. Cho dù giỏi cỡ nào thì cũng phải cần mỗi bước đi là đạp trên miếng đất rồi. Dạ. Mà nhiều khi miếng đất của mình có chút xí đây mà mình đạp qua của ta thì đâu được. Dạ. Cho nên cứ để tự nhiên. Cứ để tự nhiên. Như hy vọng. Nhưng mà anh cũng cố gắng. Dạ. Thì bây giờ cái tự nhiên cứ để, không có ép anh Phúc. Nhưng mà cũng mọi người khuyên anh Phúc gắng cố gắng lên để mình bước có lên. Có những cái thì nói chung Phúc cũng có lỗi là nhiều khi mình hứa đó. Dạ. Cái lời hứa mình nó không có được chín chắn lắm. Dạ. Cho nên chán cố gắng lại. Dạ. Thank you. Dạ. Gửi lời thăm tất cả. Ok. Và một năm mới được dồi dào sức khỏe. Ok. An khang thịnh vượng. Ok. Vui vẻ, trẻ mãi trong lòng. À hả. Anh Phúc cũng gắng cố gắng nha. Dạ. Bây giờ ngày mai nè, nếu mà Hằng ghé qua, Hằng gặp anh Phúc thì Hằng chở anh Phúc đi hớt tóc cạo râu rồi, rồi tắm rửa thay đồ sạch sẽ ha. Dạ. Thật ra mặc đồ nào đây cũng có chứ, mấy quần áo rồi nè. Dạ. Ngoài xe Hằng có đồ, miễn anh Phúc đi tắm là Hằng có đồ sạch cho anh Phúc. Ha. Mà nếu mà anh Phúc chịu về nhà Hằng tắm đi, đâu có sao đâu, về mình tắm thôi mà, đâu có gì đâu. Nhiều khi giờ nói nhà Hằng đâu bên đó đó, bên đó đó. Phải không? Thật sự vậy. Tắm đi cho sạch sẽ. Cho nên ha. Nước mà. Giờ tắm ở dưới suối này cái nước nó dơ á. Ủa lạnh như vậy anh muốn tắm xuống anh tắm được hả? Thì nhiều khi mình cứ lao gì đó. Lao thôi ha, giặt lao. Rồi nóng nước nóng lên. Dạ. Dạ. Ok. Ok, thank you. Rồi ok anh Phúc. Vậy ha, rồi chút nữa cái Hằng kêu anh Phúc đi ra lấy mì hoặc Hằng lấy đem vô đây để anh Phúc một bọc đồ ăn nha. Ăn cà phê có mì. Ok. Ừ. Đừng đi đâu nữa, đừng đi vòng vòng. Dạ. Ha. Ê, nấu đồ ăn, nấu mì ăn. Dạ. Cái tay đau lắm hả? Thì cũng đỡ đỡ rồi. Tại múa đó. Thấy không? Đừng múa nữa. Vậy dạo này cũng bớt. Bớt múa hả? À, cái gì nó cũng qua chứ. Ồ. Bớt coi, rồi. Coi như lúc này anh bớt múa thiệt. Vậy là good đó. Có nhiều khi những cái mình quên đi. Ừ. Nó có nhiều cái quên đi mà mình không thấy á. Ồ vậy hả? Thì ít có múa. Thì cũng làm cho người ta bớt đi cái sợ hãi. Dạ. Vì có nhiều khi không hiểu á. Dạ. Cứ thấy mình sao mà cứ múa hoài người ta sợ. Rồi. Đúng rồi. Kéo thì có những cái Phúc thấy là tự động nó bớt. Ồ, vậy là ông biết nghĩ cái đó, ông biết control được là tốt rồi. Không phải mình control đâu mà tự động vậy đó. Ồ, tự động vậy hả? Đi qua từng từng từ từ gì đó. Ồ. Không nhắc thì mình cũng không nhớ, thiệt. À. Dạ, ok, anh thấy anh ít quay thiệt. Gặp ở ngoài đường không có thấy anh quay nữa. Bớt. Giống như lúc trước. Bớt. Quay vậy đau mình mẩy lắm. Đau mấy cái tay rồi lắm. Ha. Dạ. Ừ. Nghe đừng quay nữa, ok. Okay. Rồi bây giờ hy vọng là anh Phúc mà được lên bờ. Trời ơi, vui lắm. Cả thế giới này vui á anh Phúc. Ha. Rồi cứ vậy đi. Nha. Anh Phúc cứ nghĩ nè, thế nào sẽ có những cái thước phim này cả thế giới người Việt của mình coi. Dạ. Mà khi biết tin được anh Phúc đã lên bờ, trời ơi người ta mừng lắm. Ha. Cố gắng lên, cố gắng lên. Ok. Ừ. Thank you. Ok anh Phúc. Yeah.
Rồi vậy thằng đi nha. Rồi có gì thì thằng lấy bọc đồ ăn vô thảy cho anh hút bọc. Thank you nhiều nha. Ok, đứng dậy coi. Dạ. Rồi đứng dậy không nổi. Thank you. Ok Phúc. Rồi. Đi qua thủy coi con này. Con nương này giờ này còn ngủ. Con nương này ngủ hả? Ngủ hả Thức? Hả? Ngủ hả? Bệnh nữa? Bệnh này cái thuốc tao lấy thuốc uống vô. Ừ? Nay có mền gói là nhiều lắm cũng được. Có mền gói nhiều. Hả? Gì? Ừ, số 21 nè. Thôi ngủ đi. Hôm qua đồ ăn còn mà phải không? Ừ. Hôm qua đưa bọc đồ ăn nhiều quá trời, mới còn không mấy trời. Mì ăn quá trời, chắc cho bá tánh ăn sao nè. Đó, mì hết rồi hả? Đây nè, nấu mì ăn mì ly nhóc luôn á. Đó thấy không? Chỉ thích mì ly với bánh này nè, thấy không? Nói quần áo rồi kìa. Quần áo đùa vậy đó. Giờ nằm nó ngủ lóc 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 chơi vậy. Mà có mấy chậu bông nữa nha. Hôm qua chửi quá trời chửi luôn. Bữa nay là khỏe rồi. Bữa nay khỏe hết chửi rồi đó. Ông là Nghĩa cá chép phải không? Nghĩa kêu bạn kêu cái danh gì đó. Rồi ra biết cho sao. Nhưng mà bữa không có vô bệnh viện hay gì không? Ủa đi bệnh viện mà không có chết hả? À, tại sao vậy? Tại sao chết vậy? Đi đi vô đây. Hả? Còn cái thằng này, tại vì bố hổm nghe nói ông chết bà nó rồi. Ủa bố hổm tại sao ông bị cái gì vô bệnh viện mà chết? Nói nghe. Đây nè. Hai bao. À là tao đói mày một cái là mày bay tới ông nóc trời bây giờ nè. Tao cho mày A Lạch. Mày về nhà mày chết với tao. Ăn A Lạch. Hả? Thằng A Lạch mày đặt bạc đòi bao lì xì nè. Ủa có phải không? Khoan để coi hai bao có tiền giống không? Cái gì? Ông nào bên đó kêu tôi nữa? Ông nào vậy? Ông nào bên đó vậy? Để tôi lọc bộ từ từ về. Tao đập mày chết đi lên xe. Đó thấy không? Một thằng á thì cái mặt á thì như con heo. Còn một thằng mặt như con gì? Mày chết. Có tiền. Ờ vậy mà hỏi ai nó không chết thiệt không Nghĩa? Bệnh gì ông, bệnh gì mà ông đi vô bệnh viện vậy? Nói tôi nghe coi. Ai quấn? Hồi đáp đó. Bị gì? Bị tụi nó chấn lột. Chất độc hả? Chấn lột. Chấn lột? Ừ. Rồi nó quấn rồi bể đầu hay sao vô bệnh viện? Vậy mà nghe tụi nó nói ông chết rồi. Tụi nó nói ủa? Sao chết? Đồ ăn có đâu thế không? Mày qua bên đó đồ ăn cũng người ta cũng đâu cho đâu. Đó là giờ cần cái mờ của cái bạc. Rồi bây giờ tại sao không mở cho mình viện đi rồi đi ra ăn chi? Nè Lạch mở xe lên. Mở xe lên coi lấy đồ ăn gì cho ổng miếng. Cần đồ ăn không? Ừ, thương thì cái gì cho chứ cái bạc không có cái bạc. Tấm bạc để làm gì? Là cái ngủ đó mà. Nè Lạch lấy đồ ăn đi, lấy bịch đồ ăn lên. Lấy cái bọc rồi lại đây.